Bản tin quốc tế hôm nay có những nội dung sau. Ukraine mở đường cho Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga. Mỹ nói NATO không mở rộng sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phái đoàn quân sự ưu tú của Triều Tiên thăm Nga. Ukraine dùng cục gạch bay làm vũ khí săn UAV. Chiến sự cày nát thành phố ở Gaza. Ukraine mở đường cho Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga. Sau khi ký thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố hiệp ước mới được ký kết giữa Warsaw và Kiev cho phép Ba Lan bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, ông Zelensky cho biết thỏa thuận mở ra cơ chế để Ba Lan hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga bắn vào không phận Ukraine. Ông nói thêm rằng Warsaw và Kiev sẽ hợp tác cùng nhau để tìm ra cách có thể nhanh chóng thực hiện điểm này của thỏa thuận. Theo truyền thông Ba Lan, Thủ tướng Tusk xác nhận sự tồn tại của điều khoản này nhưng cho thấy sự cần thiết phải đàm phán về vấn đề này. Thủ tướng Ba Lan nói thêm, nước này cần sự hợp tác rõ ràng trong NATO ở đây bởi vì những hành động như vậy đòi hỏi phải có trách nhiệm chung của NATO, đồng thời giải thích rằng trước tiên cả Ba Lan và Ukraine sẽ có được dấu ấn đoàn kết quốc tế. Chúng tôi sẽ mời các đồng minh NATO khác tham gia cuộc thảo luận này, vì vậy chúng tôi coi vấn đề này là nghiêm túc nhưng vẫn chưa được hoàn thiện, ông Tusk nói. Chính phủ Kiev đã và đang thực hiện các hiệp định song phương với các quốc gia thành viên NATO trong nhiều tháng qua, thay vì chính thức gia nhập liên minh do Mỹ lãnh đạo. Mỹ nói NATO không mở rộng sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đại sứ Michael Carpenter, cố vấn cấp cao về châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, NATO và các đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có nhiều lợi ích chung và có nhiều cơ hội để hợp tác tốt hơn trong nhiều vấn đề. NATO không mở rộng sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Không có quy trình gia nhập NATO tại đây. Tất cả khả năng phòng thủ và răn đe của NATO đều nằm ở khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, trên lãnh thổ của các đồng minh NATO. Tuyên bố của quan chức Nhà Trắng được đưa ra khi Tổng thống Hàn Quốc và các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Australia và New Zealand đã tới tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tại Washington. Chương trình nghị sự của hội nghị NATO bao gồm các nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác của NATO với 4 đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được gọi là IP4 hoặc IPP. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh xuyên Đại Tây Dương gồm 32 thành viên. Đại sứ Carpenter nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh với các nước IP4, các đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vô cùng quan trọng đối với tất cả các đồng minh NATO. Theo đại sứ Carpenter, đây là một khu vực quan trọng và an ninh của châu Âu ảnh hưởng đến an ninh của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để liên minh có thể phối hợp trong những vấn đề như khả năng phục hồi, chống lại thông tin sai lệch, hợp tác công nghiệp quốc phòng và một loạt các vấn đề khác. Phái đoàn quân sự ưu tú của Triều Tiên thăm Nga. Ngày 9 tháng 7, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin một phái đoàn huấn luyện quân sự ưu tú của Triều Tiên đã lên đường tới thăm Nga. Đây là cuộc trao đổi quân sự đầu tiên giữa hai nước kể từ khi hai bên ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung hồi tháng 6 năm 2024, nhân chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo KCNA, Hiệu trưởng Trường Đại học Quân sự Kim Nhật Thành dẫn đầu đoàn quan chức huấn luyện quân sự nói trên và đã khởi hành bằng máy bay vào hôm 8 tháng 7. KCNA không cung cấp các thông tin chi tiết khác, chẳng hạn như mục đích của chuyến thăm và nơi họ đến thăm ở Nga. Đại học Quân sự Kim Nhật Thành là nơi đào tạo các sĩ quan quân sự ưu tú của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã theo học đại học này sau khi hoàn thành việc học tập tại Thụy Sĩ và trước khi trở thành nhà lãnh đạo thứ ba của Triều Tiên. Đây là chuyến thăm mới nhất của Triều Tiên tới Nga giữa bối cảnh hai nước tổ chức hoạt động trao đổi giữa các quan chức cấp cao với số lượng kỷ lục trong năm qua, trong đó có chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Putin hồi tháng 6. Trước đó, ngày 19 tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện sau cuộc hội đàm của họ tại Bình Nhưỡng. Điều 4 trong hiệp ước gồm 23 điểm này nêu rõ, trong trường hợp bất kỳ bên nào trong hai bên bị đưa vào tình trạng chiến tranh do một cuộc xâm lược vũ trang từ một quốc gia riêng lẻ hoặc một số quốc gia, thì bên còn lại sẽ cung cấp sự hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có ngay lập tức, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp của Triều Tiên và của Liên bang Nga. Vào ngày ký hiệp ước, Tổng thống Putin gọi đây là văn kiện mang tính đột phá, sẽ giúp nâng quan hệ Nga-Triều Tiên lên một tầm cao mới. Còn nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi đây là hiệp ước mạnh mẽ nhất từ trước đến nay và điều này đã đưa quan hệ Nga-Triều Tiên lên tầm của một liên minh. Ukraine dùng cục gạch bay làm vũ khí săn UAV. Binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện phương pháp dùng súng trường bắn hạ UAV Nga trong lúc bay trên phi cơ A-22 có biệt danh cục gạch bay. Theo video buổi huấn luyện của binh sĩ nước này, trong đó một máy bay không người lái cánh bằng cỡ nhỏ được sử dụng làm mục tiêu giả định
Video cho thấy hai người lính Ukraine ở trên máy bay siêu nhẹ A-22. Người ngồi bên trái cầm súng trường khai hỏa liên tục về phía chiếc drone. Mục tiêu sau đó trúng đạn và rơi thẳng xuống đất. Xạ thủ và phi công đập tay ăn mừng. Theo phóng viên Ukraine Raman Bokala, đưa xạ thủ lên máy bay siêu nhẹ để hạ UAV là ý tưởng của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. Anh cho biết chiếc phi cơ A-22 sử dụng trong buổi huấn luyện có giá trị 35.000 USD, được mua bằng tiền quyên góp của các tình nguyện viên. Vũ khí mà xạ thủ Ukraine sử dụng được cho là súng trường Maliuk với thiết kế dạng pull-pop. Trong đó hộp tiếp đạn và bộ khóa nòng đặt ở phía sau cò, giúp khẩu súng có phần nòng dài và vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn, tăng khả năng cơ động, độ chính xác và tầm bắn. Mẫu súng này được sử dụng phổ biến bởi đặc nhiệm Ukraine và các lực lượng khác. Nga gần đây nhằm vào các sân bay quân sự Ukraine, khiến Kiev hứng chịu nhiều thiệt hại. UAV trinh sát Nga đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công, bay lượn trong 5-6 giờ để tìm kiếm mục tiêu, rồi cung cấp tọa độ cho lực lượng của Moscow phóng tên lửa. Trong khi đó, Ukraine có quá ít hệ thống phòng không vác vai, lá chắn tên lửa Patriot thì quá đắt và có nguy cơ trúng đòn phản kích, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất khác không thể đối phó hiệu quả UAV. Đây là lúc cần đến các biện pháp khác biệt. Chiến sự cày nát thành phố ở Gaza. Từng là nơi trú ẩn của hơn 2 triệu người dân Gaza, thành phố Rafah giờ đây chỉ còn lại những tòa nhà chung cư bỏ hoang, đầy lỗ đạn với những cửa sổ vỡ nát. Quân đội Israel cho biết họ gần như đã đánh bại lực lượng Hamas ở Rafah. Trước khi tiến đánh Rafah, Israel cho biết 4 tiểu đoàn cuối cùng của Hamas đã rút về khu vực cực nam của Gaza. Hàng trăm tay súng, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng do các cuộc không kích và tấn công trên mặt đất của Israel. Israel cho biết họ tiến hành hoạt động với cường độ cao vì Hamas đã biến khu dân cư này thành những cái bẫy nguy hiểm. Tháng trước, 8 binh sĩ Israel đã thiệt mạng vì một vụ nổ. Khoảng 1,4 triệu người Palestine đã đến Rafah sau khi chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở những nơi khác của Gaza. Liên Hợp Quốc ước tính hiện chỉ còn khoảng 50.000 người bám trụ ở Rafah.